Xin chào tất cả các bác. Từ những cái thanh thép như thế này nhìn thì có vẻ là xấu xấu, bẩn bẩn, nhíp xe mà cũ cũ, hoặc từ những cái cục to hơn như thế này, dày như thế này rồi, mà mình vẫn có thể tạo ra được những cái con hàng như thế này. Đây là cái dòng siêu phẩm của bên xưởng rồi, một dòng siêu phẩm cán cầm chỉ các bác nhá. Con này thì các bác để ý cái vỏ rỗ về. Vỏ hiện tại là em không sử dụng cái dòng phun bóng, mà em sử dụng để chỉ có một dòng phun lót thôi, để cái gọi là cái màu nguyên bản của gỗ các bác nhá. Đấy, còn đối với cái dòng này thì em sẽ sử dụng là 3 tầng khâu đồng này, 3 tầng khâu đồng kết hợp với khâu đồng là cán 2 tầng, tầng mun và tầng cầm. Một tầng mun và tầng cầm tạo điểm nhấn cho cái cán con hàng của mình. Đấy, vỏ là sử dụng dòng gỗ cầm chỉ màu nguyên bản nên là nhìn nó sẽ rất là đẹp, nó không quá là bóng nhưng nhìn nó lại sang. Đây. Lưỡi thì là một cái dòng lưỡi tanto, lưỡi dài 30 cm. Có rãnh trên sống lưng con hàng, độ dày sống lưng là 5 ly. Con này bao chặt nặng được cho tất cả các bác như là mình chặt chân giò thổ lợn. Đấy. Còn nếu mà mình đi rừng thì chặt cây, chặt củi, chặt cành cũng rất là hợp lý. Còn khi mà mình đã sử dụng xong rồi và mình muốn nó là một cái dòng treo hàng phong thủy ấy, thì em thấy con này cũng đáp ứng được gọi là cái hàng để các bác treo phong thủy các bác nha. Đây, 899.000 các bác nha. Tất cả những cái dòng này đều sử dụng bằng cái nhíp xe các bác nha. Còn tiếp theo là một em tanto nữa, như cán nó sử dụng là cán dòng cán ốp. Mỗi bác thì nó sẽ có một sở thích khác nhau. Con này sử dụng là hệ là vót vân trúc các bác nha. Hệ giả vót vân trúc, tanto này thì lưỡi vát này, vát xuống này, bình thường thì là hay vát lên, nhưng con này sẽ sử dụng cái dòng vát xuống. Cán thì cán ốp, nhiều bác thì mình rất là ưng cái dòng cán ốp, bởi vì cán ốp thì các bác cảm thấy đầm tay hơn và cảm thấy chắc chắn hơn, nên rất là nhiều bác mình ưa chuộng sử dụng là cái dòng cán ốp lưng cong nhá. Con bác con này lưng hơi cong một chút này, độ dày sống lưng con này là 5 ly. Con này thì em có một bài test, đối với đợt trước thì em có làm cái lưỡi nó dày ít hơn một chút, nó rơi vào 3.5 đến 4 ly thôi. Em có một bài test về dạng con này, đó là từ chặt chuối đến chặt tre, từ chặt tre đến chặt đá, từ chặt đá đến chặt sắt đấy ạ. Đấy là con như này các bác nhá. Hôm nay để giá tất cả bác là 630.000. Đấy. Qua mẫu nữa thì gửi tới tất cả bác là một em tanto mun. Con này là vỏ mun các bác nhá, vỏ nguyên bản của gỗ, không phun bóng, không phun màu, chỉ phun một lớp lót thôi các bác nhá. Chỉ phun một lớp lót để giữ cái màu gỗ thôi. Và chắc chắn là gỗ đã được xử lý qua và có cái độ khô nhất định. Đấy. Lưỡi 21 cm, bản rộng giờ 4 cm, độ dày sống lưng là 5 ly. 630.000. Đây là một em thép trắng không gỉ các bác nhá. Đây là một em tiếp thép trắng không gỉ này. Nếu mà mình muốn dễ trong quá trình bảo quản mà mình không sử dụng quá là nhiều, và cái mình không muốn là sử dụng mình quá là nhiều, ví dụ như là chặt nặng chẳng hạn, chặt nặng như thủ lợn chân giò mình không sử dụng nhiều, mà các bác muốn để trưng chơi thôi chẳng hạn, thì mình sử dụng cái dòng thép trắng không gỉ thì hợp lý các bác nhé. Con này lưỡi rơi vào 16, bản rộng rơi vào 6 gần 6 các bác nhé, 5.5, độ dày sống lưng là 5. Vỏ là vỏ mun, cán gỗ mun, có lá chắn đồng vàng cho tất cả các bác. Con này được sọc vân mun rất là đẹp. 630.000. Em này sẽ là một cái dòng thép trắng không gỉ các bác nhá. Lưỡi dài 30, độ dày sống lưng là gần 5 ly, bản rộng rơi vào 3.8 cm. Cán gỗ cầm chỉ có lỗ xỏ dây, 420.000. Tiếp theo cái em này thì em làm dư cho khách, đúng không? Khách đặt một con thôi nhưng mà em lại đặt nhầm là hai con. Chất liệu thép sử dụng là cái dòng thép nhíp. Cán sử dụng là dòng cán siêu phẩm 3 tầng khâu đồng này, và có ốp đồng ở đuôi. Lưỡi rơi vào 21 cm. Lưỡi là như con dao méo các bạn đấy. Báo giá tất cả các bác con này là 460.000. Ngoài ra thì hôm nay em có một con hàng mới cho tất cả các bác. Đây, một con hàng lưỡi mới 430.000. Cán 2 tầng, có lá chắn đồng vàng, có khâu đồng vàng, chốt đinh đồng vàng, 2 tầng gỗ, 1 tầng cầm, 1 tầng mun. Lưỡi thì có khoét rãnh này, có điểm kẻ này. Đây. Trên Cao Bằng em đang rất là mưa, rất là nhiều. Nên lên hình thì có bị ảnh hưởng bởi cái giọng nói thì các bác thông cảm.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác trong những cái video lần sau. Cảm ơn tất cả bác rất là nhiều, và số điện thoại liên hệ bên xưởng để mình kết bạn Zalo tham khảo nhiều mẫu hơn đó là 0347753780 hoặc 0376722270. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác trong những cái video lần sau nhé.